song Hye Kyo gây sốt khi đóng cảnh nóng với bạn diễn kém tuổi trong tập mở màn phim truyền hình mới Now We Are Breaking Up. Tối 12 tháng 11 giờ Hàn Quốc tập 1 phim truyền hình Now We Are Breaking Up tựa Việt Bây Giờ Chúng Ta Đang Chia Tay chính thức lên sóng trên đài SBS với rating khả quan 6,4% theo Sungpi. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của minh tinh Song Hye Kyo sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Trong phim mới, Song Hye Kyo vào vai nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Ha Young Eun. Ngay tập 1, cô thể hiện cảnh giường chiếu thân mật với một người đàn ông lạ mặt. Cặp đôi trao cử chỉ nụ hôn ngọt ngào nhưng không tiết lộ thân phận. Sau đó, cả hai trở lại cuộc sống bình thường. Dù những ký ức nóng bỏng thỉnh thoảng vẫn hiện về trong tâm trí mỗi người. Tình cờ một lần xem mắt thay cho bạn thân, Ha Young Eun gặp lại người tình một đêm là nhiếp ảnh gia Yoon Jae-gook Jang Ki-yong đóng. Tuy nhiên, họ không có ấn tượng gì về nhau. Sau vài lần chạm mặt và được Yoon Jae-gook giúp đỡ để vượt qua tình huống khó khăn bất ngờ trong công việc, Ha Young Eun mới nhận ra đây chính là chàng trai từng qua đêm với mình và cũng là một nhân vật tài năng trong giới nhiếp ảnh. Phim truyền hình Now We Are Breaking Up gây chú ý khi mở màn bằng cảnh nóng táo bạo dán nhãn 19 cộng cho tập phim đầu tiên. Chuyện tình bí ẩn của hai nhân vật chính khiến người hâm mộ tò mò. Bên cạnh đó, việc phác họa khung cảnh hào nhoáng của làng thời trang và bí mật hậu trường bên trong cũng là yếu tố khiến phim trở nên hấp dẫn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!